Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Bác ơi, lâu rồi em mới lên rừng đi tìm đi hái cây thuốc được các bạn. Này đang đi lên đi hái thuốc về để chữa trị cho bệnh nhân. Về chứng bệnh như vậy là gút. Bệnh nhân bị bệnh gút xương khớp. Một chút xương khớp đây. Rồi. Bây giờ làm sao để đặt được cái máy ở đâu đây nhỉ? Các bác cho em đặt cái máy cái nhà này phải chặt này. Ở nhà là chuyên bốc thuốc về hỗ trợ điều trị bệnh gút và xương khớp đấy các bạn. Gút và xương khớp như dạng viêm đa khớp dạng thấp. Đấy, máy nó có được không? Lại. Đấy. Lâu rồi chả lên video được, nay mới lên video cho các bác đây. Những ai không may nhé, có ông bà cha mẹ này, cũng như là người thân về cái mùa đông này hay tái phát cái chứng bệnh về về xương khớp ấy. Để đau nhức xương khớp. Gối khớp háng rồi viêm đa khớp dạng thấp nhé. Đây nhà em có thuốc hỗ trợ hết các bạn. Nhà em là có thuốc hỗ trợ. Các bác cứ liên hệ để em tư vấn nhé. Em đặt cái máy này. À, cho em đặt cái máy này sang chặt thuốc nào. Đấy. Đây là cái vị thuốc để xin giới thiệu với tất cả các bác trong ngày hôm nay này. Đấy. Đây là cái dây gắm các bác nhé, dây gắm. Một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh gút các bác này. Đấy. Bệnh gút cũng như là về xương khớp nhé. Đấy, gút về xương khớp ấy. Viêm đa khớp dạng thấp, khớp gáy, khớp gối. Các bác mà những ai không may có người nhà bị bệnh nhé, đấy, xin liên hệ ngay nhé. Để em hỗ trợ tư vấn qua số điện thoại em để trên màn hình ấy. Đó là 0976972618 này. Vâng, đấy. Gắm này. Một vị thuốc hỗ trợ bệnh điều trị gút và xương khớp nhá. Đấy, nên tại rừng lấy đấy. Em là nên tại rừng lấy về bào chế nhá. Xong băm chế thành thuốc để bốc thuốc cho bệnh nhân này. Nhà em có bốc thuốc các bạn, chuyên bốc thuốc. Đây có cao thế như thế này. Biết được cái này làm sao mà leo được. Sao trên đây? Ai da, cái sổ đá rồi.
Toàn cái thuốc ở rừng già đấy các bạn. Đây, rừng già này. Hút xương khớp ấy. Hiệu quả lắm các bác ơi, cái này. Kỳ hiệu quả nha. Đấy, khỏi rất nhiều. Rất nhiều ca đấy chứ không phải không. Yeah, không được. Có các bạn. Chèo thôi. Chèo. Là tít lên trên cây các bạn. Ây. Là leo cao quá các bạn. Đấy. Đây. Mệt nhá. Nào. Đấy ngày hơi mệt đấy các bạn, thành quả. Nhá, những may ai không may mà có ông bà cha mẹ nhá. Mắc bệnh. Phải xương khớp gút. Viêm đa khớp dạng thấp. Để xin liên hệ qua số điện thoại cũng như là số Zalo của nhà thuốc chúng tôi nhé. 097 697 2618 các bác nhá. Này, leo hơi mệt, thở vi vai vào ấy. Vâng, có lẽ đến đây thì em cũng tạm dừng video tại đây để em tranh thủ em lấy leo lên để lấy thuốc các bạn, leo tít lên trên cao. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhá, mệt quá.